Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tập cái bài Khóc Hoàng Thiên với Hò Tư. Nó là hơi quản nên mình hơi quản thì cũng rung chữ sang, chữ sáng, chữ sàn, chữ liêu, chữ liếu, chữ liều ha. Cái bài này tôi có đăng clip lâu rồi thì giờ mình tôi hướng dẫn đơn giống cái bài đó, cái có bài mẫu đó. Bài này có 12 câu ha. Vậy mỗi câu tôi sẽ lặp lại 3 lần. Mỗi câu tôi cũng dậm 4 cái nhịp. Trong lan nó là có 2 câu 2 trong lan. Nhưng mà tôi dặm 4 cái luôn nè cho mình rải chữ cho nó đúng, cho nó đều ha. Câu 1 nè. Liêu công sư sang y sư sang sư liêu phan công. Lặp lại. Lặp lại lần 3. Câu 2. Công công liêu công si sang sư y si công si sang si công. Lần 2. Lần 3. Chữ cống chữ C với đôi khi tôi nhắn nó cũng hơi ngậm à, nó hơi lố và nó hơi non à, câu 3 à, nên lặp lại câu 2 lần nữa nè. Câu 3. U sang u u sang u sang u liêu công tích chàng xê công liêu u sang liêu này ro 3 tiếng anh à. Lặp lại lần 2. Lần 3. Câu 4. U liêu cầm sang y u sang u liêu cầm liêu sàng xê công. Lần 2. Lần 3. Lặp lại nè. Câu 5. Công công sự u liêu công liêu sàng xê công liêu công xê sàng. Chữ cống này mình lặp lại cái chữ cuối của câu 4 cho nó dễ. Lặp lại lần 2.
Lần 3. Câu 6. Ý sư sáng xế sáng liều, sư sáng công liễu công xế sáng. Lần 2. Lần 3. Câu 7. Sư sang sư công liễu phán công sư công liễu sư công sang y sư. Lặp lại lần 2. Lần 3. Câu 8. Liêu công liêu ô ô sang sang hò sơ sang. Là trên lại. Cầm liêu ô liêu cầm liêu ô sáng sáng hò sư sáng so sư sáng công liêu xê. À, câu 8 à, tôi đọc lại cho nó đúng dần. Liêu cầm liêu ô sáng sáng hò sư sáng công liêu xê. Lặp lại lần 2. Lần 3. Câu 9. Xê liễu sang xê công liễu xê công liễu xê công sang y sư. Lần 2. Lần 3. Câu 10. U sáng u liêu cầm sề cầm liêu u sáng liêu u sáng liêu u. Lần 2. Lần 3. Câu 11. Sang ô liêu công xê xà xê công liêu xê công liêu xê công sang sự. Liêu này là 1 3.
Lần hai. Câu 12. U u sáng u liêu cầm xề cầm liêu u. Lần hai. Lần ba. Rồi, bây giờ mời các bạn sẽ đàn theo cái bài mẫu. Thank you.